Chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Hôm nay Cương muốn chia sẻ thêm các bạn về gỗ gõ đỏ đây. Trước mặt các bạn đây là hai tấn gỗ đỏ ba chi đây ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Gỗ đỏ ba chi của mình để tại xưởng mình đang hoàn thiện đây. Mình mới chỉ là lót lên thôi. Mình lót BU lên. Xong sau đó mình còn phải đánh đi đánh lại rất là nhiều lần để nó có được tạo được cái bề mặt bóng. Các bạn có thể xem cái đường vân của gỗ đỏ ba chi là nó như này đây, anh em xem nhá. Đây để chia sẻ cái câu nói là gỗ đỏ phấn trắng thì đây các bạn nhìn cái ruột của nó này. Đây là miếng này nó hơi chạm ruột tí nhưng cái ruột nó rất là hít. Các bạn nhìn thế này. Đây phấn trắng này, xẻ ra cân bê tông nó không bị đứt, không bị phá ruột vào bên trong một tí nào luôn. Nên là gõ đỏ không có khoan đầu đâu nha các bạn nha. Nếu anh em là cái khoan đầu gõ đỏ thì anh em phải xét nghiệm lại, chứ không phải là khoan đầu gõ đỏ không cần phải khoan đầu. Đấy, mình phải khẳng định một câu đấy là nó không có lứt đâu. Đây là cửa hai tấm gõ đỏ ba chi đây. Anh em nhìn cho mình một chút. Đây để mình muốn chia sẻ thêm đây. Anh em nhìn thấy cái vết nó hồng như này là do nó bắt lắng thôi. Bắt lắng của gỗ thôi. Gõ đỏ nó tự lên màu anh em nhá, chứ không cần phải màu mè cái gì vào đây cả. Còn mình muốn ấy thì để cho nó đều thôi, thì mình gọi là hơi phớt hồng một tí thôi để cho nó đều màu so với lại cái phần đầu gỗ này. Anh em nhìn này, đầu gỗ đây là do là nó bắt lắng vào thôi nên là nó hơi đỏ này chút thôi. Đây còn hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em là cái vân gỗ có đỏ ba chi. Đấy, anh em nhìn vào xem, nó rất là khôn luôn. Chân gỗ nó đanh. Như tấm mặt bàn đây là hai tấm này là mình làm hai tấm mặt bàn ăn. À, anh em xem cái vân mình xem. Còn đây là cái đống gỗ đây của nhà Cương. Đây đống gỗ mình xẻ ra để làm chiếu đây ạ. Làm chiếu mình xẻ ra nhưng mà mình chưa làm luôn. Mình cứ để đây để gọi là ủ gỗ. Anh em thấy làm đường cũng vậy thôi. Người ta mua mây về người ta còn phải ủ thành cái đống nó rất là cao lên. Người ta ủ gỗ. Gỗ cũng vậy, xẻ ra mình phải ủ cho nó khô ráo sạch sẽ đi. Mình làm đây nó mới ổn định. Còn nếu mà mình làm tươi luôn ấy thì nó dễ ảnh hưởng đến cái phần gọi là sùi sơn mọi thứ. Còn thường khi làm tươi lên thì mình phải làm lại cái lớp sơn, nó không được bền sơn mấy đâu. Còn mình đây là mình có thời gian thì mình ủ gỗ đấy, nên anh em hết sức lưu ý cho mình một điều là vậy. Lắm anh em mua hàng của mình đặt mình đây rồi nhưng mà để hàng năm nay cũng vẫn chưa lấy. Anh em bảo là để đấy để cho nó ráo gỗ, bây giờ lấy thì anh gọi đấy, cứ mua là đặt trước theo kiểu đấy đấy. Nên là mình cũng rất là vui được các anh rất là quý mến. Đây là xưởng nhà Cương. Đây em quay anh em xem cái không gian xưởng nhà mình một chút cho anh em thấy. Em quay lưng quanh đi. Không, em quay rộng ra cho anh em thấy. Đấy, toàn bộ nhà Cương dùng hệ thống cầu trục các thứ để là đấy, toàn bộ xưởng nhà Cương là có diện tích là khoảng tầm vào hơn 2.000 mét, dùng tất cả hệ thống là đây em quay cho anh em xem thấy là hệ thống là cầu trục đi ở trên, nên là nhà Cương làm đầu tư tất cả là hệ thống máy móc vào đây hết để làm cho anh em được rất là nhàn. Nên là Cương xẻ những cái cây gỗ rất là to, đường kính 2-3 mét Cương đều xẻ hết. Đây ở kia là hệ thống máy xẻ nhà Cương đây. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.